Thái Võ xin kính chào quý vị và các bạn. Có lẽ là quý vị cũng công nhận một điều là người xưa người ta thường hay có những cái câu rất là hay quý vị. Chẳng hạn như là cái câu nói cứu vật thì vật trả ơn, cứu nhân thì nhân trả oán. Cái câu nói này dường như nó là một câu nói bất hủ mà có thể nhận định là cho tới cái thời đại hiện nay ở trong mọi cái phương diện của đời sống nó vẫn còn áp dụng được quý vị. Và chẳng hạn như là cái câu chuyện ngày hôm nay, câu chuyện mà Thái Võ muốn chia sẻ đây. Câu chuyện này thì có xoay quanh đến một anh Việt Kiều. Và chuyện thì anh cũng đi giúp người ta, giúp người. Tuy nhiên thì cái sự đáp trả lại sau đó đó, theo như anh chia sẻ là anh đã quá sai lầm. Sai lầm cho nên là bởi vì vậy, anh muốn sử dụng cái câu nói của người xưa, cứu vật, vật trả ơn, cứu nhân, nhân trả oán, cho chính cái trường hợp của anh quý vị. Thôi thì bây giờ, để biết cái câu chuyện này đã được anh Việt Kiều này kể lại tường tận chi tiết một cái diễn biến của sự việc như thế nào và ra làm sao, Thái Võ xin mời tất cả quý vị có thể cùng lắng nghe với nội dung thì đã được cho biết như thế này đây. Mến chào em Thái Võ. Để cho anh chia sẻ với em về cái cuộc đời Việt Kiều của anh trong suốt mấy chục năm qua ở bên quê hương thứ hai Canada này. Mong em hãy chia sẻ với fans ở trên kênh của Thái Võ nghe. Cái thời mà anh còn trai trẻ mấy chục năm về trước á, ở bên Canada này, nơi cái thành phố nhỏ của anh sinh sống. Lúc đó thì con gái độc thân hình như là không có ai hết. Cái đám con trai thanh niên như tụi anh coi như là phải sống theo cái chủ nghĩa độc thân. Lúc này thì ba của anh mới nhờ bà con ở bên Việt Nam làm mai làm mối cho anh được một cái cô nàng sinh ra trong một gia đình nông dân, sinh sống tại kinh tế mới Lê Minh Xuân. Sau đó thì ba của anh mới sắp xếp tổ chức đám cưới cho anh ở bên Việt Nam với cô gái này. Em thấy vợ biết không, cái ngày mà anh đến gặp gia đình của cô ta, anh còn nhớ rất rõ là nhà của ba má cô ta nghèo lắm, không có tiền để mà mua đồ ăn đãi khách. Cả nhà thì phải chạy rượt đuổi mấy con gà bắt lấy để mà làm tiệc đãi khách. Mọi người thì phải ngồi ăn ở dưới đất. Nói em đừng có cười chứ, anh thì anh không có quen ngồi dưới đất, cho nên anh đành phải đứng lên để mà ăn cơm thôi. Cho tới cái ngày rước dâu đó, tụi anh thì phải đi ghe để mà đi vào nhà đàn gái để mà rước dâu. Giờ nghĩ lại cái cảnh đó, anh cảm thấy mình thèm nhìn lại cái cảnh quê nghèo đó. Dân ở dưới quê lúc đó tuy là họ nghèo khổ, nhưng mà ai ai cũng đều sống vui vẻ hết, ai cũng bình dân hết. Nhớ lúc đó thì cả chục căn nhà mới có được một cái căn nhà, có được một cái tivi trắng đen. Ban đêm thì chồm sớm phải kéo tới cái nhà đó để mà ngồi xem tivi, để mà ngồi xem cải lương. Thái Võ biết không, mỗi năm thì hai vợ chồng của anh có đi về Việt Nam, tụi anh cũng có mua quần áo cũ đem về cho mấy anh em ở bên vợ của anh. Tụi nó vui mừng lắm. Cái gia tài của mỗi đứa đó chỉ có dọn dẹn hai cái quần tà lõn và mấy cái áo thun rách nát. Nay thì được anh vợ từ Canada đem về rất là nhiều những cái quần áo cũ đem về cho đứa này, cho đứa kia. Mạnh ai nó dành nhau để mà thử quần thử áo. Cái tình nghĩa của người thân ở bên Việt Nam đối với Việt Kiều lúc đó, nó đậm đà tình nghĩa như vậy đó. Tụi anh chỉ có lì xì cho ba má vợ của anh là 100 đô la thôi, và anh cũng có cho mỗi một thằng em vợ là một gói thuốc lá 3 số 5. Em thấy vợ biết không, ba má vợ của anh nghèo khổ đến nỗi phải đi vay mượn tiền nóng để mà mua gạo về để nuôi 7 đứa con. Anh còn nhớ là cái lúc mà anh về nước, mấy con nợ mới đến nhà chửi bới, đòi nợ. Họ đứng ở đầu ngõ, họ chửi vào nhà. Họ hăm dọa là họ sẽ đi vào nhà để mà lấy hết những cái bàn thờ ông bà để trừ nợ. Ba má vợ của anh lúc đó thì có kêu là bán ba cái mẫu đất ruộng ở trên kinh tế mới Lê Minh Xuân. Nhưng mà cái thời đó thì không có ai thèm mua đất ở dưới quê hết. Ở đây thì người ta chỉ có trồng được mía, trồng được cái trái khóm. Càng ngày thì nợ càng chồng chất. Thấy ba má vợ của anh nghèo khổ, khổ sở quá đi, anh mới gửi tiền về để mà mua luôn ba cái mẫu đất này. Nhưng mà mang tiếng mua đất thì mua đất chứ, anh đâu có bán lại được đâu. Anh nói với bên vợ của anh là thôi, cứ tiếp tục trồng mía đi, trồng mía để mà kiếm sống qua ngày. Miễn sao mà mỗi năm đó cứ đóng thuế đất đai giùm cho anh là được rồi, thì anh vẫn để cho họ tiếp tục được trồng trọt thôi.
Thế là mấy chục năm cũng trôi qua. Cái miếng đất của anh bây giờ, hiện tại nó có giá rất là cao. Lúc này thì anh mới ngỏ ý với ba má vợ của anh rằng anh sẽ lấy lại ba cái mẫu đất này, lấy lại và anh sẽ bán đi. Thì hỡi ơi là ông bà ta lúc này không có chịu trả lại cho anh, mà ông bà ta còn âm thầm sang tên lại cho cái đứa con trai bên Việt Nam của ông bà ta. Lòng người nó ác độc như vậy đó. Bởi vậy mà ông bà xưa mới có câu ca dao như vậy: cứu vật thì vật trả ơn, cứu nhân thì nhân trả oán. Cái cảnh con người hiền lành chất phác ở dưới quê mấy ngày nào đó mà bây giờ đâu mất rồi. Cái xã hội phát triển thì làm cho con người, làm cho cái sự đổi thay của lòng dạ con người, bất chấp cái thủ đoạn, bất chấp cái miệng đời nguyền rủa trách móc về sau. Họ chỉ biết có thật nhiều tiền, chỉ biết tiền, tiền. Họ phải dùng một cái thủ đoạn không có tình người để cướp giật tài sản và tiền bạc của người khác, người mà đã từng giúp đỡ cho gia đình của họ lúc họ khổ sở bần cùng. Rồi cái gì tới nó cũng đã tới. Quả báo rồi nó cũng dồn dập lên đầu của gia đình ông bà ta. Con trai của ông bà ta mới vừa qua đời cách đây không lâu bởi vì là người này bị nghiện hút sách. Còn mấy đứa con trai khác làm ăn thì cũng thất bại, cũng nợ nần chồng chất, không có tiền để mà trả nợ. Họ mới đem đất đai mà họ đã chiếm được của anh, họ đem đi cầm cố và thế chấp cho nhà băng. Nghe nói thì nay mai thì nhà băng người ta sẽ tịch thu để mà lấy đi cái miếng đất này bởi vì là họ không có tiền để mà trả cho nhà băng. Cho đến tháng 11 năm rồi, ba má vợ không có tình người này mới quỳ lại van xin anh. Van xin anh là hãy giúp đỡ, giới thiệu giùm cho mấy đứa con trai của bà ta được đi sang bên đây để đi làm hợp tác lao động ở trong farm của ông chủ anh. Em thấy vợ thấy không? Ông trời có mắt. Trời đã quả báo cho gia đình của họ cướp giật tài sản của người khác, người mà đã từng giúp đỡ cho họ. Cho nên là bây giờ họ nghèo khổ. Và cho đến ngày tàn hôm nay, bà ta lại tìm kiếm đến anh, van xin anh là hãy giúp đỡ cho gia đình của bà ta thêm một lần thứ hai. Em Thái Võ đã nghe xong rồi. Em có thấy ngán ngẩm không em? Mến chào em Thái Võ. Anh Tuấn, sống tại Canada, đã viết. Như vậy thì quý vị và các bạn đã vừa được nghe qua. Đây là một cái câu chuyện có thật mà nó đã xảy ra với anh Việt Kiều này. Và thú thật thì nếu mà nói ngán ngẩm hay không á, nghe thì nó cũng ngán chứ quý vị, ngán ngẩm chứ. Nhưng mà thực tế thì như thế này. Thực tế thì trước đó đó cũng có rất là nhiều những quý vị Việt Kiều khác, mình cũng từng mình lâm vào những cái tình cảnh như thế này rồi. Và nôm na thì nó cũng đều xoay quanh đến đồng tiền hết thôi. Đồng tiền nó làm mờ đi cái sự lý trí của một con người, vì tiền mà lòng người nó có thể đổi trắng thành đen, đổi trắng thay đen. Cho nên bởi vì những cái điều này, bởi vì những trường hợp đã lâm vào những cái tình cảnh như thế này mà bây giờ có nhiều Việt Kiều đó, có nhiều người Việt sống ở nước ngoài đó, người ta có tâm sự, người ta có thổ lộ là họ bây giờ họ rất là ngại khi mà nói đến cái chuyện đi về Việt Nam, và cũng là vì cái chuyện tình cảm gia đình như thế này nè. Cái câu chuyện ngày hôm nay Thái Võ muốn kể ra ở đây nó không phải là để bêu rếu hay là để bêu xấu một cái điều gì, mà kể ra đó để làm chi ạ? Để cho nhiều người khác mình có thể mình cùng cảm nhận và mình cùng sẻ chia với anh này, để cho chúng ta thấy được trong cái cuộc sống này nó luôn có một cái luật nhân quả quý vị. Sống thiện thì nó sẽ gặp thiện thôi, còn sống ác thì một ngày nào đó cái nghiệp ác nó sẽ đến với mình. Cái điều này Thái Võ tin chắc là 100% Thái Võ nghĩ là cái luật nhân quả nó có thật quý vị. Và nhìn chung thì ngày hôm nay đây là một cái câu chuyện Thái Võ xin được chia sẻ cho tất cả cô bác anh chị chúng ta có thể được nghe, lẫn là quý vị có thể được biết đến. Nếu quý vị nhận thấy video này là hữu ích, quý vị có thể ủng hộ Thái Võ một like cũng như là một lượt subscribe. Quý vị đăng ký kênh để quý vị có thể nhận thêm những thông báo từ những câu chuyện trong những ngày kế tiếp. Bây giờ cũng không biết nói gì hơn. Xin cảm ơn và xin cảm tạ tất cả quý vị đã luôn quan tâm, đã luôn yêu mến, đã luôn ủng hộ và lắng nghe hết câu chuyện này. Thái Võ xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại tất cả bà con, cô bác, anh chị mình ở những câu chuyện kế tiếp.